Bây giờ chú có mở mắt không lắm? Dạ không. Nó nằm vậy luôn, nó có mở mắt cái gì đâu. Ngon mấy cục. Đi không sao. Ốc có cái đờm ra ngoài á. Ừ. Đỡ cho ngồi thôi mà. Có cách nào là hút đờm cho tiếng không? Hút đờm, phải có máy nữa. Máy nha. Trong lòng mình như thế nào khi mà mình nói chuyện mà vợ mình không trả lời em? Dạ. Dạ buồn anh. Buồn nhiều lắm hả? Đó giờ vợ chồng mình giỡn với nhau quen. Chắc buồn. Thường thường cái vợ mình nghe như thế nào mình có thể lặp lại cho ông vợ hay là con. Em mọi người được biết rồi. Đi mua nói chuyện này chuyện kia thì chồng giỡn. Thường đúng không chị? Em biết đó là anh trẻ tuổi hơn chị ha. Nhưng mà một đàn trai thì trẻ tuổi thì chắc lo cho một cái người vợ lớn của thì chắc là không chỉ luôn. Ai có như vậy? Có khi nào anh sợ vợ anh bỏ anh đi không anh đứng? Anh sợ chứ. Bước chân bước chuyện về là anh sợ trước. Không đâu cần tới đây đâu. Là anh sợ như thế nào đứng kể cho em biết đi cho được biết. Em phản thắc nó cho anh nghe nè. Anh sợ một ngày nào á vợ em bỏ em đi á, em ước là em tính là em tính đi theo vợ em bởi vì em mới nhịn đói. Trời ơi, dạ. Anh tính đi theo luôn hả? Dạ anh bỏ đi là anh đi theo luôn hả? Dạ. Trời, đúng rồi, em nghĩ rằng á chị cũng ước mong á cho đúng có thật là nhiều sức khỏe á, rồi có được cuộc sống hàng ngày vui á, đúng có được cái nụ cười á, chứ chị không muốn như vậy đâu anh đúng ơi. Anh thương vợ anh chắc nhiều lắm không đúng? Dạ đúng rồi. Thương hơn cả các bạn em. Thương cả hơn cả. Khi mà thấy vợ mình ăn uống không được đúng. Lúc đó trong lòng mình đúng như thế nào không đúng? Dạ có những người đủ đi ăn á, ăn thịt heo đồ này kia. Em có mới nói một câu rằng đó là trong lòng em thực sự nói ra vợ là hầm đó, có sữa, có ăn đồ ngon, ăn được. Chứ không phải ăn đi. Phải chứ ăn cũng không với tất cả. Tất cả bây giờ với lúc là không còn gì mà vui với nhau với em còn ăn gì mà đấy không? Thương cho hoàn cảnh của người chồng lắm quý vị khán giả ơi. Vì cuộc sống hoàn cảnh nghèo khó khăn quý vị khán giả. Đành chị phải đứng chịu đựng cái cảnh như vậy nè quý vị khán giả. Chỉ vì một chú chó thôi mà cho nên là xảy ra chuyện như vậy. Cái này là anh có tự nhủ mình là tại sao như vậy không anh? Em biết. Thì thôi thì mấy anh em cũng phiên là cái này chắc cũng có là số mẹ có chuyện rồi. Thì anh cũng cố gắng chăm sóc cho vợ anh đi. Tới đâu hay tới đó chứ gì sao vậy? Là 9 giờ tối là hai chồng con chó chạy ngang rồi xây sở không kịp á, hai chồng té xuống lộ đan mình á, còn em thì chú cỡ 1 mét nữa xe nó mới lật là vợ em té rồi. Em nghe mọi người nói là khi mà chị bị té xuống gì có bị cái con chó đó cắn nữa con? Dạ không. Dạ đó thì bữa nay đến đây thì cũng muốn tìm hiểu cái câu chuyện của hai anh chị để chia sẻ với tất cả cô chú anh chị gần xa, với hy vọng là mọi người sẽ chung tay để giúp cho anh có được một số tiền để chạy chữa cho chị Cấm á. Dạ. Đó thì mấy anh em cũng hơi xin phép anh là sẽ chia sẻ câu chuyện này lên trên mạng xã hội nha. Dạ. Đó thì hy vọng là một phép màu sẽ xuất hiện để hai vợ chồng anh có thể
trở lại cuộc sống như lúc trước để đi bán ve chai để kiếm tiền mưu sinh ha. Là có một cái thông tin đó là khi mà mình bị bệnh gì rồi mình về nhà trọ thì chủ nhà trọ người ta không cho mình ở, có sự thật gì không anh? Đuổi anh. Đó là khi mà mình bị bệnh bệnh viện, từ bệnh viện về chủ nhà trọ là không cho mình thuê tiếp tục nữa. Dạ đuổi trước đó, trước mười mấy ngày đó. Là nói bà xã em bệnh này trở về nhà sợ chết, người dân đó người ta không dám ở, rồi người ta đủ nhưng muốn đủ chỗ mà người ta không cho mình mướn, rồi về đây xin nền của người ta ở nhà ở đậu. Cái căn trò hiện tại mà mình đang ở đây là cũng những người hàng xóm cuối cùng ở đây là phù với nhau để dựng lên cho hai cho chồng mình chịu ở đây ha. Dạ đúng rồi. Rồi trước đây thì khi hai vợ chồng mình đi làm như vậy đó thì mình có dành dụm được chút đỉnh tiền bạc gì không? À, bữa đó được có 2 triệu mấy nè. Em đóng bệnh viện hết rồi mà con cô bác hết cho em để dành mua sữa. Còn nợ lại bệnh viện ký với nợ. Nói chung là tất cả các cái khoản dành dụm của hai chồng từ trước đến nay là mình đã đổ dồn vô để lo điều gì cho chị Gấm hết rồi. Dạ. Đó thì bây giờ là chúng mình anh còn tiền không? Dạ cũng còn của mấy người Mạnh Thường Quân cho. Sớm cho mỗi người một ít ha. Dạ. Đó thì bữa nay rồi như mình ở đây á là đất này là của mình hay là của dạ, ai? Của cái gì ở ngoài sớm. Là người ta thấy mình khó khăn quá thì người ta cho mình ở nhờ ha. Dạ. Rồi trước đây là mình ở nhà trọ là cũng không có đất đai gì hết. Dạ không. Hai chồng ở lưu lên lưu lên lưu lên chỗ này chỗ kia. Rồi em cảm ơn anh nha. Dạ. Thu diễn giả một người chồng thu diễn giả mà do cuộc sống nghèo cũng như là khó khăn quá cái gì đó là phải đứng nhìn vợ cái khó khăn này cũng như vậy. Thực sự mà nói cái cảm giác của anh hiện giờ cái rất là khó để mà diễn tả hết được quý vị nha. Hai vợ chồng mình có được đứa con nào không? Chưa. Khi mà trò chuyện với anh Dũng thì nước mắt của anh cũng rưng rưng rồi, cũng rơi nước mắt luôn. Cái hôm mới bữa xảy ra sự việc thì anh suy nghĩ gì như thế nào anh? Em chỉ khóc thôi chứ em nghĩ cái người vợ của mình chẳng hạn như là có mạnh khỏe hay là không mạnh khỏe gì không? Anh phải chia sẻ thì lúc đưa ra bệnh viện thì em cũng mong rằng bác sĩ chị lành nhưng mà em cũng có khả năng để chị nhưng mà đem về bác sĩ kêu mình đem về thì không có khả năng rồi chắc đó anh. Dạ bác sĩ không có kêu đem về nhưng mà em xin về. Xin về mình không có đủ kinh tế ha. Tại không có cấp thuốc á, khi không cấp oxy thì vợ mình nằm đó cũng như ở nhà ha. Tôi như là nếu mình có tiền họ quan tâm có chăm sóc gì đó dạ. Còn mình có tiền thì đó là cực hơn ở nhà. Nói chung là cái đó thì cũng cái bây giờ cũng làm thôi những cái ngày đó đó người anh làm sao mà để có tiền mà mua sữa cho vợ mình anh Đức mua sinh đi sinh hả đi sinh một người chồng một người đàn ông mà bây giờ phải hạ mình xuống đi sinh từ ngàn luôn hết đúng cái lúc anh đi sinh anh nói bà con như thế nào anh Đức muốn vợ em đi xin mọi người giúp đỡ nhưng mà tại vì bây giờ cũng có nhiều trường hợp người ta không tự hoạt động á bởi vì người ta cũng rất là e dè chắc chắn là khi mà anh đi xin chắc gặp rất là nhiều khó khăn luôn người ta sẽ nghĩ anh là giống như người không có thật á mà giả bộ để đi xin á không à cho em quay phim chụp hình trong máy nào mà em cho họ coi được mà em không bao giờ lừa người ta trong khi đó họ có nói gì giờ họ chỉ chúc vợ em mạnh khỏe họ cho tiền sau khi anh nghe lời chúc thì trong lòng mình nó ra sao anh đúng dạ em mừng em mong rằng là mọi người em ước gì là sẽ có phép màu lại cho vợ em nội vậy cho nói chuyện với em mình thường như mỗi kia khi nào anh tự nghĩ bản thân mình á chắc ông trời giống như là ngày hôm đó thà là cho mình đi chứ đừng có để cho vợ mình phải chịu cái dạ đúng rồi có chứ anh là anh nên nguyện như thế nào đó em nguyện như vậy mạnh lại đổi mà anh em cũng được
nếu như có một cái điều ước thì anh ước điều gì? Ước bây giờ em tỉnh lại, chỉ ước gì thôi, ngoài ra việc khác anh chưa nghĩ đó. Khi mà bác sĩ nói là tình trạng của chị như vậy đó, rồi đúng biết được đó, rồi lúc đó là anh đúng làm gì? Em chỉ buồn nhất không ăn cơm thôi. Về đây dòng họ kêu ăn em cũng không ăn. Em làm nhà này có khi 24 tiếng hộ em ăn được ổ của mì thôi. Em chạy ra tới mệt giác rồi. Làm ở đây nhưng mà em suy nghĩ về vợ. Nói chung là bạn gặp anh. Đúng rồi. Giống như là vui lúc thì vui được kế bên nha. Hồi nha, đều trải qua khó khăn với mình. Mà bây giờ là bắt đi giống như là cái lời động viên, giống như là cái trò chuyện của chị á, thì em nghĩ chị không nói đâu anh. Cái này là người thân nhất trong gia đình em, trong em. Rồi chị nằm ở đây nè, rồi tối là lúc nằm cạnh luôn hay sao? Dạ nằm đây, nằm chích ngoài để cái gối bên đó. Tối đằng em nghiêng cái mình cho bả nghiêng mình lại. Cho mình qua cho mình lại ha. Dạ. Sao chị bị như vậy là mà em thấy người thân của chị đâu anh? Có mình điện nhưng mà họ không xuống mà biết sao giờ. Mẹ ruột không? Mẹ ruột bên em mất rồi bên vợ cũng mất hết. Còn bên anh? Bên em mất rồi mẹ nằm ở trước. Ba thì ở Vĩnh Long. Của anh chị em còn không? Dạ còn nhưng mà họ có cuộc sống riêng. Không quan tâm gì tới dạ. Dạ. Như tình trạng của chị đây là có thể nói sao? Hỏi kiếm cái đồ để được đúng rồi. Khúc đồ mới được. Anh đúng kiếm cái gì dặn lên nó để gió nó khỏi bay. Đây phải có cái đồ hút lợm á anh mới được. Dạ em cũng không biết nữa. Em nghe mọi người nói có nhưng mà em không biết mua mình nói như thế nào. Đúng rồi dặn lại để nó đúng rồi chị. Đó đó chỗ còn ở bị đòn. Bây giờ tình trạng của chị như vậy đó anh đúng. Rồi bác sĩ nói nếu mà có tiền đó, thì là bao nhiêu và điều trị có khỏi không em? Bác sĩ nói em nói chắc cỡ 200 triệu không? Bác sĩ nói đúng rồi nhưng mà số tiền đó lớn mà em có khả năng nói bác sĩ cho em xin triệu. Nhưng mà nếu mà có 200 triệu rồi có chị cho chị qua khỏi được thì em cũng có hỏi đó. Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói còn nước thì còn tát. Vì bác sĩ nói gì chi? Nói gì với em làm gì? Báo rồi báo cho chính xác. Không có đúng. Dạ. Ví dụ như nói được đi cố gắng được thêm. Dạ. Coi như là không có biết trước như thế nào. Dạ. Nhưng mà vì sao mà sao nặng như vậy lúc? Té là lỏng gạch. Thôi chứ nằm lâu quá giờ chuyển qua viêm phổi. À. Là nãy anh nói tan có lòng rồi mà. Dạ, nhưng mà thì mình, bác sĩ nói vậy thôi chứ mình đâu có biết được. Em thấy còn xanh. Dạ, xanh. Ừ. Là không có bảo đóng bảo hiểm hay sao? Dạ có, bảo hiểm bệnh anh để. Phải chi mà cái lúc đó cũng chạy chậm nha. Dạ chậm mà. Chậm mà chỉ dạ, cả 50. 50 cái lợ. Cái sự việc bữa đó là như tại vì bữa đó thì nếu gặp con chó là em bớt ra là rồi. Nhưng mà tại chớn nó quá nhanh. Với anh cũng xử lý không kịp đâu. Dạ, tại vì cái bữa đó là em hóp rồi, nếu cái đó còn đêm mà. Bất cứ ai cái gì thôi, dạ. Mà đang chạy mà gặp nó xông ra. Dạ. Không có xử lý kịp đâu. Đúng rồi. Nó nhanh lắm. Bây giờ là cái mong ước cuối cùng của anh đúng là mong ước như thế nào vậy? Em mong có số tiền để cho bà xã em tỉnh lại, cho dù thật giặt em cũng thương. Dạ, chỉ tỉnh thôi, nói chuyện với em là được. Nhưng mà nếu mà là thực vật á, thì anh đúng sẽ phải chăm sóc. Dạ. Mỗi ngày. Dạ. Sáng thì mình đi làm, chưa xế về mình nghỉ. Dạ.
cái phần mình đi mua ve chai thì cũng đâu có thời gian là gì đâu, mình muốn về thì mình về. Bây giờ cũng khó. Bây giờ chị còn không có tiền để mua xi cũng như là mua sữa rồi cho chị ha. Dạ. Qua ngày em muốn ha. Dạ. Em trông chờ phép màu thôi chứ giờ ước thì ước hết nổi. Ước hết được. Cũng rất là mong chị có thể giữ được khi đàn vợ mình có nhà. Dạ. Chỉ có một chút sai lầm không bị gì hết. Dạ. Lúc gì xảy ra thì đứa anh bị gì? Có, em bị cũng chạy xước ngóc hết trơn rồi, lâu rồi nó lạnh. Anh mà nhẹ. Dạ, nhẹ. Té tung cái chiếc xe. Cái cấp mà con chó chạy ngang á thì cái điều đầu tiên mà anh đứng vậy đó là lo cái điều gì trước? Em lo, em sợ vợ nó nhớ nó ôm em mà sau đợt đó, bữa đó nó buông ra luôn là nó té xuống trước luôn. Rồi quay lại thì vợ em nằm chỗ rồi cái xe nó mới lật. Tại nó rớt cái độ, nó tung lên cái độ cao rồi nó rớt xuống. Chàng ơi chàng, chứ mà xui đi. Chứ mà chỉ mà ôm chặt anh chắc cũng không đến nổi. Dạ đúng rồi, hai chồng cài chung nó không có sao. Ngày xưa gặp sao mà anh gặp được chị? Dạ đi biển, đi biển rồi ở tù bên Mã Lai 2 năm rưỡi trời rồi mới về. Thì đây thấy vợ đi mua ve chai nè, rồi hai đứa mới hợp nhau rồi ở. Là anh đi mua ve chai gặp vợ mua ve chai hả? Không, em đi biển rồi về em sợ Mã Lai quá em nghỉ Mã Lai bắt em á. Rồi gặp bà xã rồi thấy thương quá rồi kết nối nhau ở. Dạ. Cũng 3 năm rồi. Nhưng mà hình như mấy anh em thấy là chị hình như lớn tuổi anh đúng không? Dạ lớn, dạ lớn. Là thời gian là hai vợ chồng mình sống cùng với nhau được bao nhiêu năm anh? Dạ 3 năm. 3 năm? Dạ. Em để ý nhiều khi anh nói tới cái câu chuyện buồn á. Là chỉ hình như là Lê Đức Thách. Dạ, Lê Hoàng anh á, không phải, em nói chuyện cũng khóc. Giống như là chỉ có thể nghe mà nói. Dạ, có một chuyện hai bên trên cửa nhỏ nên nó đi đâu chờ. Không còn muốn đi đâu. Nó nhà nó biết ngay đi đâu. Coi như là bây giờ là người thân là hoàn toàn không có cách nào để giúp mình. Dạ. Họ cũng mua ve chai như hai chồng. Ai cũng nghèo khó hết. Dạ. Ở đó mình không trách. Anh, cái nhưng mà vợ anh như vậy đó thì anh có gợi lời nào tâm sự với vợ anh không? Để cho em và mọi người được biết cái cảm xúc của anh lúc này. Chia sẻ. Sau này mà vợ em có mất chắc em cũng chắc hy sinh đi theo. Anh là mình không có con sao anh? Dạ không. Rồi mình cha mẹ mình chứ? Cha mẹ mất hết rồi. Anh em của mình? Anh em thì họ đi có cuộc sống riêng hết rồi. Ví dụ mình bây giờ phải, ví dụ vợ mình đi á, đi đó thì mình phải cố gắng sống. Dạ. Để lo cho cái cuộc sống mình. Thì bộ anh thương vợ anh dữ lắm hả? Dạ, thương rất nhiều. Thương như thế nào anh kể cho em nghe coi. Em thương cả sinh mạng em muốn. Dạ. Một cái người vợ lớn tuổi hơn anh. Dạ. Và anh đành không là không có nghĩ ngợi. Nhưng mà vợ họ lớn tuổi nhưng mà họ biết chia sẻ với mình và quan tâm mình, và tâm sự với mình những lúc có vui, lúc có buồn. Chị... họ không cần tiền, họ chỉ cần tình thôi. Em ăn gì thì vợ em ăn nấy. Như anh nói là cái người phụ nữ lớn tuổi. Dạ. Là họ rất là trung tình. Dạ. Trung tình như thế nào anh có thể kể cho em nghe? Cho trung tình là họ không đua đòi. Họ không thích xe xua với mọi người. Còn những người trẻ tuổi thì họ rất là xe xua, em không khoái, em không chịu. Dạ. Vậy là cái cách hồi đó chắc anh chắc cũng có quen người trẻ. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà em đã khóc rất nhiều. Là anh khóc với những người trẻ tuổi hả? Dạ, một người đó em sợ. Sợ rồi cho nên anh mới cái cơ duyên anh gặp cái người lớn tuổi hả? Dạ. Em ở đây thì em thấy là chị á, lớn tuổi anh là nhìn cái, cho nên anh quyết định không thương những người bằng tuổi nữa. Dạ không.
Rồi là thương người lớn tuổi. Dạ. Rồi anh là trẻ tuổi mà thương cái chị lớn tuổi thì rất dạ. Chuyện lạ cả nhà. Mình thương rất nhiều còn hơn những người trẻ tuổi. Chị. Anh đúng rồi. À, nếu như mà sau này á chị giống như là vượt qua được cái khó khăn bây giờ á anh. Dạ. Rồi xem lại được cái video ngày hôm nay nè. Dạ. À, cái lời nói mà hiện tại bây giờ nhất là nếu như anh có thể nói được với vợ anh á, giống như là anh đang nói chuyện được với vợ anh đi. Dạ. Thì anh sẽ nói được gì anh đúng? Anh sẽ nói anh nhớ em và yêu em rất nhiều. Không gần một ngày em sẽ tỉnh sẽ nghe được những lời anh nói. Giống như là chị là một điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời của anh hiện tại luôn á. Dạ. Là thứ giống như là quý giá nhất luôn anh. Dạ. Tại giờ em thích em nói mấy câu đó lắm. Thường là thích anh nói những cái câu gì? Yêu đương với kêu bằng bà xã. Nhưng là chị rất là lớn tuổi ha. Dạ, nhưng mà vui. Vui là được à. Cho dù cỡ nào em cũng được. Bây giờ coi như là mất đi thứ gì cũng được. Dạ. Nhưng mà không mất mấy cái câu đó được. Là mệt như thường á, chưa có xảy ra cái vụ này á. Dạ. Là mệt cái nào nhưng mà chị thích kêu là bà xã hả? Dạ. Anh phải kêu như vậy để thương vợ em. Dạ. Đi mua hai chồng cũng thường gọi như vậy. Dạ, đi lượm cũng thường gọi. Thường người ta đi ngoài đường á, cái cách còn trẻ đó thì không biết có khi nào người ta nói anh là trời sao mà có vợ lớn tuổi như vậy. Em nó hỏi cái này cái con gì là có không anh? Dạ có, cũng nhiều người có nhưng mà nói người ta nói sao anh? Điều đó em không quan tâm. Ví dụ người ta nói sao anh thấy? Ta nói là sao mà anh trẻ mà lấy vợ già quá vậy? Nói già nhưng mà thương mình là được, đừng lừa dối mình và lợi dụng mình là tình được. Mình ha. Dạ. Cảm mình ha. Dạ. Chân thành là được. Cỡ nào em cũng thương, cho dù cùi đôi sức mẻ em cũng thương. Chắc em độ chắc hồi đó chắc anh cũng có một cái. Dạ, một cuộc tình gian dở. Gian dở chắc người ta chắc cũng không thương anh cho nên quá, cho nên anh mới tìm cái này. Anh thương là tìm người lớn tuổi là để thương cho kiểu. Dạ. Bằng là thương thiệt hay là thương thương cho cái kiểu như mà người ta bỏ rồi mình thương người này thôi? Dạ không, thương là thương trăm năm. Trăm năm. Em thường nói vợ em. Dạ. Là phải sống chừng nào mà đầu hai đứa mình bạc với nhau. Dạ. Trừ phi hai đứa mình mất trên đời này thì chuyện đó tính sao. Chuyện thì những lời anh nói á thì chia sẻ cho các anh em để các anh em đưa lên ha. Dạ. Anh quý nhất là cái người vợ lớn tuổi anh như thế nào đó? Dạ. Anh thương nhất cái gì nè? Thương nhất tính tình hiền. Hiền. Dạ. Không xe xua, không thích đua đòi. Vợ em không bao giờ có điểm đó. Có khi nào mà chị đi ngoài đường chị thấy những người ta mặc đồ đẹp và những ăn miếng ăn ngon rồi đó. Dạ. Rồi chị có nói là mình mua cái đó này kia không? Dạ không anh. Cũng chịu. Dạ. Hai chồng mặc đồ cũ không à. Rồi đi ăn uống anh. Ví dụ anh đi làm nè. Rồi chị á, có khi nào mà chị chừa những miếng ăn miếng ngon rồi cho anh không? Dạ không có chừa mà đợi chồng về ăn. Đợi luôn. Dạ. Cho dù tới tối cũng đợi nữa. Dạ. Dạ. Hai vợ chồng nữa. Dạ. Cá con chó hai chồng anh té từng xe lên rồi mới lót xuống. Thấy em như người vợ là trẻ tuổi lớn tuổi anh đúng không? Dạ. Anh trẻ tuổi anh. Một chồng thì trẻ tuổi, bây giờ hiện tại phải lo cho một cái cô vợ. Ông có đủ chi phí cho anh? Dạ. Cuộc xì đó là mình em thấy cũng muốn hết luôn hay gì kìa? Dạ hết, anh còn chút xíu nữa hết. Tại em điện rồi mà họ nói chưa, họ mới trả ra. Chưa. Dạ. Chị gì cũng hết. Hôm bữa đó anh có thể kể cho mấy anh em nghe rõ thì cái câu chuyện hai vợ chồng đi trên một chiếc xe anh. Thì bây giờ là biết còn biết gì không anh? Dạ không, nằm dưới hoài. Không thấy vợ anh như vậy rồi như thế nào? Xót. Xót mà
mình không biết làm sao để cho tỉnh lại. Hôm đòn nó chào ra ngoài quá, em biết làm sao chứ, em chỉ đỡ cho ngồi chứ em muốn hút đòn ra được. Phải hút được em cũng hút ra luôn. Rồi. Gần sáng em mới được ngủ. Hôm bữa cho mình không có mới gì mới đụng chó này kia rồi đó, xong mình không chở đi. Dạ, chở đi liền đó, nhưng mà cũng bất tỉnh này. Là tới giờ luôn vậy hoài. Đem về nhà luôn hả? Dạ. Bữa đó bác sĩ nói giờ em hết tiền thì em không còn khả năng nữa, tại tiền nó số tiền nó quá cao, nhưng mà chị lại tỉnh thì cũng thành người thực vật đó, rồi em muốn khả năng em xin về cũng tháng mấy. Là cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào? Đúng là như là anh chạy xe đang chạy xe. Dạ. Chó nó chạy ngang lộ rồi hai chồng cán phải bên chó. Xử lý không kịp ha. Dạ. Nếu mà lũi xuống thì lọt xuống mỏng thì cây đâm cũng chết à. Em không lách được, em chạy thẳng mình nó mới tưng chiếc xe lên rồi nó rớt xuống hai chồng nó ngã. Có nghĩa là chỉ ngồi sau cho nên. Dạ, mạnh. Dạ. Dạ. Ok, ok. Đó đó dạ. Mình có đi chụp hình chưa? Dạ rồi. Bị chấn thương cho não, thứ hai cục máu bầm 6 ly mà uống than. Uống than? Dạ than. Uống than phải không? Khi trong khi đó anh là người nhớ vợ mình mà lại cũng là cái chuyện như vậy đó, rồi anh có cảm thấy giống như là buồn cho mình, buồn cho chồng. Dạ. Sắp là anh suy nghĩ như thế nào? Giờ lỡ gì em biết suy nghĩ cái gì? Dạ. Lỡ gì em biết suy nghĩ cái gì, nói được cái gì? Nhưng mà có tự trách bản thân mình không? Vô dạ, có chứ. Là làm như vậy cái gì không? Dạ. Ừ. Chắc đó rồi anh suy nghĩ sao? Các bà chở vợ anh đi đó, anh có tự nói bản thân không có lo được cho vợ như thế nào á? Cảm nhận vô câu chuyện đó giờ em đâu biết nói gì nữa giờ. Như mình thì không có khả năng mà để lo cho vợ. Tại hai chồng cũng nghèo đó, chỗ thì không có ở, chỗ này thì em mượn của người ta ở nhờ ở, rồi bà con cô bác không có cho được cái này, thì em cũng không có tiền, hai chồng em mua về chai. Hồi nãy giờ em cũng nghe anh đúng nói đó, là do cái chi phí nó cao quá, dạ. Rồi anh đúng mới quyết định đó là đưa vợ về, dạ, xin về và không có tiếp tục điều trị đó. Dạ, tại nằm đó thì bác sĩ không có trị, bác sĩ rút máy hơi ra, chứ không có cấp thuốc. Ừ. Mình để vợ mình vậy thấy tội quá, kệ đi, về đây mình lấy máy hơi này người ta cho. Nhưng mà khi anh đem vợ về như vậy là coi như là không còn cái cách để mình. Dạ. Mình giống như là giúp cho chị. Dạ, em hết đường. Cái này là đợi như là chỉ như đợi ngày. Em bí luôn này, em là nằm lên là em xỉu luôn. Một ngày em chỉ ăn có một ổ bánh mì thôi, để dành tiền mua sữa cho vợ. Một ngày em chỉ dám ăn một ổ bánh mì thôi. Dạ. Em xỉu, em vô quyển, em sụt 7kg. Ok chưa? Chị rất là mặt luôn đó tôi em. Tại đòn nhiều quá. Nhưng mà khi trong khi đó anh là một người chồng đó, mà mình lại không có làm gì được ngoài đứng nhìn vợ trong cái cơn lao này. Rồi anh cảm thấy như thế nào lúc? Thấy cũng sót giờ mình đã lo cho vợ mình không được rồi, lỡ vậy rồi giờ biết sao giờ. Sao anh không nhờ giống như là bà con cũng như là người thân của mình giúp cho mình anh đúc? Người thân em còn nghèo cũng mua da chai bên vợ cũng vậy. Ví dụ sao anh không phải thờ mượn thử cô chú ở sớm rồi đó? Dạ nghèo anh ta không cho anh mượn. Dạ, dễ gì. Người ta không cho mượn luôn hả? Dạ. Anh có hỏi thử chưa? Em hỏi rồi, dòng ngoài tất cậu nhiều lắm. Một khi mình mượn rồi mình có khả năng mình trả hay không? Mình có khả năng trả người ta mới dám cho anh mượn. Còn mình không có khả năng trả rồi không bao giờ ai cho mình mượn cả. Trời. Nhưng mà trong khi đó là giống như là cứu một mạng người á, cứu một người á mà người ta đành lòng như vậy sao? Nhiều người còn ác hơn mình nghĩ nữa. Mình không suy nghĩ đến đó được. Nếu anh em mình biết được thì đâu có ra cớ sự như thế này. Cái này em cho mấy anh em hỏi chuyện đó. Ừ. Khi mà đi về đó rồi anh còn lúc đó còn một đồng cảnh đó mà cùng cái vợ như vậy mà
cái cảm giác như thế nào? Buồn quá, đau. Buồn nhiều hơn. Nhiều lắm. Có khi nào anh tự nói chuyện với vợ không? Có chứ, không luôn. Anh nói như thế nào? Nói em gắn thẻ đi về vợ chồng mình đi mua đồ. Ok. Dạ. Là chị Hồng đi điện mà anh nói chuyện với chị nha. Dạ. Tâm sự với chị nha. Dạ. Lao là Tâm nói chuyện. Tại người ta chỉ á, mình mới nói. Chị. Nhưng mà anh có nghĩ rằng là vợ mình sẽ nghe được những lời nói của mình không? Cũng mong là suy nghĩ là vậy. Tại lúc bữa về đây làm nhà thì mới vừa bước vô phòng bệnh viện nghe tiếng là mình tay cửa quậy. Cái tay chị còn cử động không? Dạ được, cử động bình thường. Trước cái bữa mà vợ chồng mình gặp sự cố gì đó là mình có thấy cái gì gì trước không? Hay vợ có nói với em gái mới học lại. Nó sống với anh Đúng á, ăn được cái nồi thịt khô vịt thứ hai đoạn tét là chị nghĩ là dạ là đột nhiên nhà vợ gửi về, hai chồng đi về luôn. Dạ, nhưng mà mình không có biết em gái nó nói là dạ hai chị em đi mua bánh tét của người ta đi mua. Thì ngày hôm nay á, em cùng với Thanh Trúc nè, cũng như là mấy anh em á, biết được cái hoàn cảnh cũng như là cái sự việc vừa diễn ra đó, là anh hiện tại là đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì ở đây á, em cùng với Thanh Trúc á, cũng có một chút cái tấm lòng xin gửi tặng đến anh, để anh có thể dùng cho công việc hàng ngày của mình nha. Em xin em cùng với Thanh Trúc xin gửi cho anh 500 nha. Em cảm ơn tất cả mọi người và mấy anh. Nhưng mà anh nghe lời khuyên của em cũng như là Thanh Trúc nè, cố gắng lên anh Đúng ơi. Bởi vì chuyện này thật sự lỗi cũng phải do anh đâu. Nói chung mọi chuyện là ý trời hết. Nó đã có sự sắp đặt sẵn rồi. Và điều mà vợ anh mong muốn nhất đó, là muốn mình thấy anh cười mỗi ngày, cũng như là muốn anh có được một cái cuộc sống là hạnh phúc, vui vẻ mỗi ngày. Chứ anh đừng có giống như là không chịu ăn nè, hoặc là buồn á. Thì em nghĩ rằng á, chị thật sự mà muốn, chị cũng không mong muốn điều đó đâu. Thôi anh cố gắng lên nghe anh Đúng nha. Là để làm cho chị vui nghe anh Đúng nha. Em cũng nguyện cầu mong sao á, cho một điều gì đó kỳ tích á, có thể diễn ra với gia đình anh, để hai vợ chồng anh có thể trở lại cũng như xưa nha. Em cảm ơn mấy anh và tất cả mọi người cộng đồng mạng. Dạ, cố gắng vượt qua cái khó khăn này nha Đúng nha. Rồi rồi, thôi em xin chào anh nha.